được chưa? Không là đứng vào lại ban đầu lại chữ. Chương trình trả mức lương tối thiểu là 4/4/20 trên tháng cho 1 triệu đồng. Và với sự trả lương đó thì mỗi tháng thì trung bình chúng tôi trả là 17 triệu đô la Mỹ cho các tập đoàn, cho các công ty tập đoàn của tôi, tương đương vào 388 tỷ đồng một năm. Ngừng hoạt động từ ngày 17 tháng 7 năm 2021 để phòng dịch COVID-19, tức là đã hơn 2 tháng, công xưởng và máy móc trong tình trạng đắp chiếu, nhưng doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho 65.000 người lao động làm việc trong 5 công ty con đóng tại tỉnh Đồng Nai. Câu chuyện của tập đoàn Phong Thái với 100% vốn Đài Loan chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề được đặt ra tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp FDI sáng ngày 18 tháng 9 năm 2021. Miệng ăn núi lở, sức chịu đựng của doanh nghiệp như tập đoàn Phong Thái dù lớn nhưng cũng chỉ có giới hạn. Đứng trước khó khăn, doanh nghiệp chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được sớm hoạt động trở lại. Về các đề xuất đó, thì chúng tôi cũng có đề xuất, nhưng mà cái quan trọng là cho chúng tôi hoạt lại thì chúng tôi là không cần đề xuất là hỗ trợ giảm thuế hay gì hết. Đây chúng tôi hoạt lại chúng tôi chưa xuất để giảm thuế. Đa số ý kiến của doanh nghiệp trong hội nghị đều bày tỏ mong muốn công nhân được nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19, hàng hóa được lưu thông nhanh chóng, công nhận tiêm chủng là giấy phép đi lại. Doanh nghiệp cũng mong chính quyền tạo điều kiện cho người lao động ba tại chỗ ở công ty được về nhà thăm gia đình. Người lao động ở các vùng đỏ, cam vàng cũng được đến công ty làm việc như vùng xanh. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, chính quyền thấu hiểu được áp lực, khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế áp dụng từ ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chúng tôi đưa ra cái mặt 1102. Hiện nay là chúng ta quy định ở mức độ là xã, vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng, vùng cam là theo xã. Và chúng tôi đang thử nghiệm tận dụng tất cả những cái lợi thế mình có được để phục vụ cho doanh nghiệp. Và sau 10 ngày, kể từ ngày 20 tháng chúng tôi sẽ đánh giá lại cái kế hoạch 1102 này có đảm bảo được vừa phòng chống dịch vừa phát triển được sản xuất an toàn hay không. Đấy. Nếu thuận lợi cộng với lại cái điều kiện chúng tôi chỉ đạo quyết liệt trong cái công tác chống dịch ở địa phương thì sau 10 ngày đánh giá chúng tôi sẽ quy định vùng đỏ, xanh, vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng theo cái đơn vị hành chính nó nhỏ hơn, đó là khu phố, ấp, và có thể xem xét đến một số các tổ dân phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn các doanh nghiệp hiểu và hợp tác với chính quyền để cẩn thận cùng nhau đi từng bước, khi có cơ hội là Đồng Nai sử dụng phương án tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất.